Bạn ơi, hôm nay nhà mẹ Dương sẽ quay clip đồ màu tím nè. Wow. Đồ màu tím thì hơi ít so với những màu khác, nhưng mà không sao, mẹ Dương đã săn lùng được nhiêu đây rồi, cũng được mười mấy món chứ bộ ha. Rồi, bây giờ trước tiên mình sẽ coi coi sẽ có những cái gì ha. Hộp này là trà sữa trân châu khoai môn. Ồ, lạ nha. Không biết có ngon không? Bây giờ mẹ sẽ khui ra là nhờ bố Thịnh pha giùm một ly nhé. Ồ, ở trong nó sẽ là những cái gói nhỏ như vậy các bạn ạ. Đó, nó sẽ có hai dây. Đó, bây giờ bố Thịnh sẽ pha một gói để mình uống thử xem thế nào. Đọc cách pha ở trên hộp nha. Rồi, bây giờ mẹ Như sẽ đọc cách pha ở trên hộp đây. Cho một gói trà sữa vào ly, thêm 50 ml nước nóng vào, khuấy đều. Sau đó thêm đá. Rồi chúng ta sẽ cho gói trân châu vào và thưởng thức. Cái này là cái À, chân châu nào? vậy đây là gói trân châu rồi, lộn rồi, đưa lộn gói trân châu rồi. Vậy là có hai dây, một dây là gói trà sữa, một dây là gói trân châu. Đây, đây mới là gói bột nha các bạn. Đó. Rồi, chúng ta sẽ cho 50 ml nước sôi vào, khuấy lên là xong, rất là đơn giản luôn, là có một ly trà sữa khoai môn để uống rồi. Nhưng mà quan trọng là có ngon hay không rồi ha. Đó. Cho hai gói đi ha. Rồi. Cái này là trân châu. Rồi, còn lại nhiêu đây mình sẽ cất để dành. Rồi, bây giờ bố đang cho 100 ml nước sôi vô nha. Nhưng bố phải trừ hao tại vì cái này nó đã nâng lên rồi. Thế bố phải cho 120 đi, 120 ml nước sôi. Bạn Bunny đang háo hức quá. Một năm sau. Các bạn phải bán lại quá. Ngứa nghề, ngứa nghề quá. Sao muốn đứng lên nhìn đúng không? Rồi. À, bố bỏ thạch rau câu vô luôn. Cái này là thạch rau câu khoai môn luôn các bạn ạ. À, bạn Sushi đòi ăn kẹo mút màu tím rồi, ok. Mẹ Như sẽ bóc cái kẹo mút màu tím này của Nhật nha, cho bạn Sushi ăn. Wow. Wow, hình chụp Mickey các bạn ơi. Rồi, cho bạn sushi. Đó. Rồi, bạn Bunny. Sushi chỉ cần một cây kẹo mút như vậy là xong rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ mẹ Dương sẽ test thử cái trà sữa khoai môn này thế nào nha. Theo cảm nhận của mẹ Dương thì uống được thôi, chứ thực sự nó không có béo, nó không có thơm, cho 8,5 điểm. nó không có thơm mùi khoai môn nhiều các bạn ạ. Nó nhạt lắm, nó nhạt lắm, uống được thôi. Rồi, xong một món ha. Bây giờ mình sẽ khui món gì đây. Khui bánh nha. Bánh này là của Hàn Quốc nha các bạn ạ. Bánh của thương hiệu có cái bạn Bobo gì, Boboro hả mọi người? Bồ đố đồ. À, bồ đố rồ. Đó. Bánh này là vị Việt Quốc. Tại bên đây cũng có đũa bồ đố đồ luôn. À. Rồi, chúng ta sẽ coi ở trong đây có cái gì nha. Bánh sốt. Bánh bánh hình sốt các bạn ạ. Nhưng mà chui rồi. Rồi, chúng ta cùng ăn thử xem thế nào. Theo đánh giá của mẹ Dương thì cái lớp bánh bên ngoài á không ngon lắm. Được cái kem á thì thơm mùi Việt Quốc thôi. Còn cái lớp bánh bên ngoài ăn nó kiểu lợ lợ sao ha. Nói chung là không ngon. Nói chung là ăn được thôi, ăn được nhưng không ngon. Tiếp tục mẹ Dương sẽ khui bánh này nha. Bánh bốc khi, bánh que vị khoai môn, bánh que đũa. Đó. Này, cho Ruby cây đũa. Em một cây đũa nha. Rồi, em lấy hai cây đũa luôn. Ở trong nó hình que các bạn ạ, giống như hình vậy đó.
đúng rồi. Ồ, bạn Ruby gấp bánh luôn rồi. Thơm hơn các bạn không? Nó nấu mùi ớt pha. Rồi xin mời mọi người nha. Thử giống mùi nước hoa luôn. Ừ, giống mùi nước hoa bố ạ, giống mùi nước hoa. À, mùi nước hoa của cô Ngân á hả? Đây là coi cái tên này là cái gì? À, nó là vị dâu ua và vị Việt Quất đó các bạn. Đó, vị sữa chua Việt Quất. Nó thơm mùi trái cây á, mà nước hoa thì người ta cũng dùng từ nguyên liệu là từ trái cây hương hoa ra mà. Đó. Ngon á, bánh này ngon nè. Có vị sữa chua, hơi chua chua rồi kèm theo cái vị Việt Quất nữa. Rồi tiếp tục. Em phải uống lại cái trà sữa hồi nãy. Bây giờ nó tan đá là bớt rồi. Nói chung là sau ra thì cũng không ngon bằng mua ngoài tiệm mà có cái vị khoai môn. Mấy các bạn ăn cái khoai môn này nó không có trân châu thì được thôi. Nói chung trà sữa là uống được thôi nha. Rồi tiếp tục tới là bánh gì đây? À, con ăn kẹo mút hả? Rồi các bạn ơi, đây là bánh màu tím. Đợi con nhân nha. Rồi bánh của chúng ta trong là nhân kem, nhân vani. Nhân vani, tên mẹ vani luôn. Nhân vani các bạn ạ. Vani, vani, vani. Rồi ai muốn ăn thử nè, ai muốn ăn thử. Cảm ơn anh thử. Mỗi một loại mình chỉ ăn xíu thôi, chứ làm sao mình ăn hết được đúng không? Mình còn phải test thử những cái món kia nữa mà. Tại đâu biết ăn cái bánh này. Hôm nay là phải cho anh test như kia ăn đấy. Bánh này ngon nha. Thơm mùi kem, vani. Vani nghe mẹ Dương nói vani tưởng gọi vani. Vani quay lại. Vani nhìn. Bố ăn thử không? Ăn cũng được. Bố ăn lắm. Ăn cái bánh này khác nữa. Ăn bánh mì ngọt thì hơi khác nước các bạn ạ. Bạn biết ăn bánh vị dâu với vị sô cô la thôi. Nhưng mà bạn biết vị dâu với vị sô cô la là. Rồi tiếp tục bánh bông lan thì mình sẽ chơi tiếp luôn bánh bông lan nho này nha, màu tím luôn. Rồi nho là sở trường của bạn Vani đúng không? Bạn Vani thích ăn bánh nho nè. Rồi bạn Ruby. Rồi. Ngon nha, thơm béo. Ok á. Rồi mình sẽ ăn tiếp bánh mứt sấy nha. Cô giúp mẹ cho các bạn ạ. Sushi có cây kẹo mút nên ngồi ngoan ghê các bạn ạ. Ngồi coi như không phá gì hết luôn. Cái này nè các bạn. Các bạn đã từng ăn cái cây kẹo mút này chưa bao giờ chưa? Mẹ thấy ngon á. Bạn Ruby ra hai phòng mà đi cho bạn. Đây đây, đây là vị nho. Nó không có ngọt. Vị nho. Vị nho xanh. Ồ, cái này là mít trái cây tổng hợp, mít chuối rồi rau củ quả. Ngon nha. Nó ăn chuối. Mẹ chưa ăn đâu mà mẹ đã ăn rồi. Mẹ ăn rồi, mấy lần trước mẹ ăn rồi. Đâu để mình Dương xem nó có những vị gì nha. Chuối nè, mít nè, khoai lang, khoai môn. Đậu bắp, khổ qua. Cà chua hả? Cà chua thơm. Cà chua trong này sao không thấy ta? Mở ra scan coi. Thôi mình đổ hết ra luôn đi. Đổ hết ra mới coi được. À cà rốt, cà rốt. Cà rốt các bạn ạ. Cà rốt đây. Khoai môn. Mít. À, chuối. Đậu đũa. Đậu đũa. Đậu đũa, có đậu đũa nè. Đó, đậu đũa cộng dài dài nè. Đó, có những món như vậy thôi các bạn ạ. Với lại khoai lang đây nè. Ăn gì? Bí đỏ. Ăn bí đỏ. Không nói được. Bí đỏ. À, cho mẹ hả? Suy cho mẹ. Có gì ơi. Ngon mẹ. Rồi, mẹ Dương ăn thử miếng khoai lang nha. Nướng. Đoạn này mất khúc ăn mực bento siêu cay,
do dung lượng điện thoại hết các bạn ạ. À. Các bạn ơi, hồi nãy đang quay clip á thì dung lượng máy của mẹ Dương á bị hết, nên là máy tự động tắt luôn, mất luôn cái đoạn mà mẹ Dương ăn mực bento nè, cay ớt là cay luôn. Sau đó thì đến đoạn là mẹ Dương ăn sô cô la để chữa lửa cho cái mực bento này thì cũng bị mất cái đoạn đó luôn rồi, cay tèo mô luôn. Mới vừa đưa vô lưỡi thôi là nó đã bùng lên rồi. Bạn Ruby mà sặc sụa muốn ói luôn các bạn ạ. À, đâu có ai ăn nổi đâu. Thế là cất hết vô bịch lại luôn. Cất hết vô bịch lại luôn. Chỉ gọi là mới một tí xíu cắn vô răng thôi nha, mà nó lên như vậy luôn các bạn ạ. À, sushi cũng được liếm một cái, xong sushi cũng tèo môi luôn. Xong bây giờ sau đó thì đến đoạn là mẹ Dương ăn sô cô la để chữa lửa cho cái mực bento này thì cũng bị mất cái đoạn đó luôn rồi. Mẹ Dương nói thiệt nha, các bạn nào mà ăn được cay nha, ăn được cay mà dạng là ăn cay khủng luôn á, khủng khiếp á, thì hãy mua nha. Còn mà dạng như mà ăn cay mà ăn tơ lơ mơ như kiểu mẹ Dương thì nọ, đừng mua nha. Trời ơi, cay lắm, không ăn nổi đâu. Cái này chắc phải cấp độ 7, cấp độ 8 luôn các bạn ơi. Cấp độ 100. Đưa vô lưỡi thôi là đã té lên rồi, sợ thật. Cái khúc hồi nãy vui đó là vui cay cả nhà, cay mà cay chảy nước mắt tèo môi, xong rồi chạy loạn xạ lên kiếm nước uống rồi ăn đá. Ruby thì chạy ra tủ lạnh để lấy đá mà mất không quay được các bạn coi, uổng ghê luôn. Tại cái máy của mẹ Dương hết bộ nhớ, may là phát hiện kịp ra, không thôi là mất luôn hết cái đoạn cuối đi luôn rồi. Rồi đây là kẹo Snickers của chúng ta, vị gì đây ta? Vị hương bạc hà Việt Quốc. Rồi mọi người một cục nha. Cô ăn tí hả? Vị Việt Quốc. Bố ăn một cái cây nói gì với mẹ con. Bố ăn một tắt một hồi. Vị Việt Quốc các bạn ạ. Sợ quá. Không ăn được, sushi còn nhỏ, sushi không ăn xin cơm được. Rồi bây giờ mình sẽ nói cảm nhận của mẹ Dương. Trong tất cả các đồ bầu tím hôm nay ăn á, thì mẹ Dương sẽ thích nhất ba loại. Đầu tiên là đây. Mẹ Dương rất là thích cái món này, khoai tây vị nấm đó. Và cái thứ hai tiếp tục đó chính là trái cây sấy, ăn rất là ngon. Và đến cái thứ ba đó chính là sô-cô-la. Nhờ sô-cô-la đã cứu giùm cho cả nhà mẹ Dương ngày hôm nay bị cay. Rồi Ruby thích cái món gì? Ruby thích nhất là bánh bim bim. À, bánh giống mẹ Dương đúng không? Bánh xinh đắt này luôn. Rồi thứ hai. Con thích sô-cô-la. Thứ hai là sô-cô-la. Rồi thứ ba là khoai tây ạ. À, là khoai tây nào? Trong đây là trái cây sấy, mình cứ gọi chung là trái cây sấy đi ha. Đây khoai tây mà mẹ nó gọi khoai lang. Khoai lang. Rồi tới lượt Bunny. Bunny. À vậy là ba mẹ con mình đều có chung quan điểm là thích nhất là cái snack nấm này. Rồi đến vị trí thứ hai. À bạn Bunny chọn là bánh que vị Việt Quốc. Rồi vị trí thứ ba. À kẹo mút. Bạn Bunny thích kẹo mút. Mẹ Dương cũng cắn cái đuôi rồi nè. Giống nhau vậy. Cái gì con? Trời ơi, bạn các bạn. Chạy thôi. Rồi các bạn ơi, vậy là video clip review về tất cả những đồ ăn màu tím mẹ Dương mua được ở siêu thị ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Gia đình Phương Phương, bye bye.